Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 10, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Barberi Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây đợt 2 năm 2023 tại khu công nghiệp Tàng Lọc. Thông qua lễ phát động trồng cây nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong các nhà máy, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, nâng cao tỷ lệ cây xanh tại các khu công nghiệp, tạo cảnh quan môi trường khu công nghiệp xanh sạch đẹp theo đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Với mục tiêu tạo vành đai xanh xung quanh khu công nghiệp Tàng Lỏng và khu dân cư lân cận, ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các đơn vị doanh nghiệp đã trồng 400 cây xà cừ trên diện tích 4 hectare. Như vậy, sau 2 đợt phát động, đã có gần 1.000 cây xanh được trồng tại khu công nghiệp Tàng Lỏng.